Rồi, cứ sau một ngày dài thì chúng ta lại được gặp nhau. Tùng TV xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với quý bà con, hôm nay thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2023 dương lịch. Đó thì thứ tư chứ mà ngày 4 chứ không phải ngày tư nhé bà con. Đó thì ngày hôm nay thì chia sẻ với bà con đi mua cũng được máy con 3B giá rí rí. Với lại mình giao một cặp 3B chỉ có 30 triệu 500 về cho ông anh và bà chị ở ngoài Hội An á, cách đây hai anh em cũng mua của mình mấy con rồi. Đó thì anh em ngói bò nó sốt quá, anh chị gọi nhưng mà mình không có bò giao. Đó, anh chị mua dưới này nuôi được một lứa và hôm nay tiếp tục quay lại ủng hộ. Đó thì anh chị rất là nhiệt tình bà con, ra giao lần hai vui vẻ ghê lắm. Đó, đi về còn quà còn cáp đồ lung tung hết. Đó thì ngày hôm nay mình mua được tổng quan 6 con 3B giá mini thôi bà con. Đó thì mình quay chi tiết 6 con 3B giá rẻ này để quý bà con xem tham khảo. Ưng con nào thì liên hệ ngay số điện thoại bên góc phải màn hình của mình để chọn chốt. Nội dung video của mình như thế nào và 6 con 3B ra sao thì mời bà con cùng theo dõi hết video của mình để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý anh chị và các bạn. Ngày mới cũng kết thúc rồi, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi và đón xem hết video với mình nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, mua đâu quay đó bà con. Đó thì con này là con cuối cùng trong lô 6 con mình mua, còn đứng tại chuồng của chủ nhà của bà bác già già đây. Đó, bác thì cài sữa ra, nuôi con bê rất là đẹp luôn. Đó, không có chân thá, cài sữa nhốt tại chuồng chăm nên là con bê rất là đẹp. Chăm chút con bê cực kỳ đẹp luôn. Khung phát cao dài, móng da, mướt lông, đen mun. Đó, mông đùi phê cực kỳ luôn. Và con này thì mình bán cho quý bà con, bán tại chuồng của chủ nhà luôn, chưa chở về chuồng mình. Con số 1 giá là 15 triệu 500 để bà con tham khảo. Đó, thì bác nuôi hai con, phối một con nữa bê nháy. Đó, thì bác nuôi con 3B thấy đẹp bác bán trước, còn con kia trả rỉ quá có 6 triệu rưỡi bác không bán. Đó, đây là con đầu tiên giá 15 triệu 500 để bà con tham khảo. Rồi tiếp theo, con đây là con số 2. Đó, con này thì chia sẻ với bà con là mông đùi chân trụ. Thì mông đùi thì nói chung là không bằng con số 1, nhưng mà chân trụ cấp mình về cao dài cái độ cọc xương á thì nó hơn con số 1. Đó, sát thì chiều cao nó như vậy, vai cực kỳ hở đây. Đó, vai cực kỳ hở luôn. Nhưng mà chia sẻ với bà con là cái con số 1 là bác để tại nhà không có chân thả nên là lòng nó mướt hơn. Đó, còn con số 2 này nó sơ hơn. Đó thì giá con số 2 này mình báo cho quý bà con tham khảo luôn, giá bằng con số 1 cũng 15 triệu 500. Đó, chân trụ rất là to, mông đùi thì chia sẻ với bà con là chỉ có cái nước lông của nó là nó không mướt bằng con số 1. Nhưng mà nói về cái độ đẹp của con bê nó rất là dài, nó rất là cao, chân trụ nó cọc. Đó, nhưng mà cái lông nó không mướt bằng con số 1, nó sơ sơ lông hơn. Đó, giá 15 triệu 500 luôn cho bà con tham khảo. Cực kỳ đẹp. Đó, con bê như thế này ngày xưa phải nằm tầm 20, giờ nó chỉ còn 15 triệu 500 thôi bà con. Đó. Tiếp theo, con đứng kế bên đây là con số 3. À, cái con số 3 này thì chia sẻ với bà con là chiều cao, chiều dài, chân trụ là nó bằng con số 2. Nhưng mà nói về thịt thì nó mập hơn con số 2. Đó, nó biên thịt hơn, bà con có thể đứng hai con và con có thể so sánh. Mông đùi phê hơn. Đó, lông đồ thì nó mượt hơn con số 2. Đó, thì tiền nó cũng hơn con số 2 một xíu. Đó, giá 16 triệu. Đó, con số 3 này giá 16 triệu để bà con tham khảo. À, quay rất là nhanh, rất là gọn. Mình hôm nay rút kinh nghiệm quay video rất là nhanh, rất là gọn, báo giá cực kỳ nhanh và quay con bò cực kỳ kỹ để bà con tham khảo. À, hai con như thế này. Đó, con số 2 giá 15 triệu, con số 3 là giá là 16 triệu. Đó, để bà con tham khảo. Chân trụ rất là to, hai con đứng chung như thế này để bà con dễ so sánh và hình dung. Đó, một con thì lông nó sơ hơn, ốm hơn chút. Còn con nữa thì biên thịt giống như con số 1. Đó, trên lệnh 500.000. Con số 2 15 năm, con số 3 là 16 triệu. Rồi, tiếp theo, con đó là con số 4. Đó, con số 4 này thì chia sẻ với bà con là khung sát thì cực kỳ cao dài to, nhưng mà con này thì cái màu lông nó lại đỏ đỏ, nó lương lương. Cái con này thì mẹ của nó là mẹ Ratman Lai nhé bà con. Nhưng mà sao đi ra thì nó lại chưa đen mung hết, nó đen cái phần đùi, phần vai nó còn lương lại một chút. Nó ví dụ như Mỹ Pháp thì mình không nói, nhưng mà đôi Mỹ Lai mà sao nó lại hơi đo đo một chút. Nhưng mà con này thì đen
nuôi con cỡ một tháng, tầm một tháng nữa là đem mua hết. Đó, xác cực kỳ to rồi. Tính bên cái con bà B mình bán 21 triệu, nó gần bằng luôn. Đó, nhưng mà nó lép hơn chút. Giá con số 4 này, giá con số 4 này thì mình chia sẻ với bà con giá chỉ có 16 triệu thôi. Đó, bằng con số 3. Đó, để bà con tham khảo. Khung xác cực kỳ to rồi. Nhưng mà mình mua được rỉ là do là cái mèo của nó. Đó thì mình mua được rỉ. Chân trụ rất là to, mong mùi cũng phê đi bởi. Đó, nhưng mà chia sẻ với bà con là cái mèo nó mình không ưng, nên là mình mua giá rỉ. Mua giá rỉ thì mình bán cho bà con giá rỉ, công khai giá. Đó, con số 4 này giá 16 triệu. Đó, bằng con số 3. Để bà con tham khảo. Xác rất là to rồi. Bà con vỗ cực kỳ nhanh luôn. Đó, con B nó như thế này. Đó. Rồi. Tiếp theo là con này. Con này là con số 5. Đó, con này là con số 5 để bà con tham khảo. Con số 5 này thì chia sẻ với bà con là ốm khổ. Đó, ốm khổ nhưng chân trụ là cực kỳ cọc luôn. Đó, con này thì ốm khổ bà con, chân trụ cực kỳ cọc luôn. Đó. Bằng con số 4 vừa rồi á, cái xác của nó là bằng như vậy, nhưng mà con này là đen mung. Đó, con này đen mung. Nhưng mà nói về cái độ ốm khổ thì nó ốm khổ hơn con vừa rồi một chút. Đó, ốm khổ hơn con vừa rồi một chút. Vai cực kỳ hở, bà con có thể xem vai. Đó, vai cực kỳ hở. Mà con này thì cái dàn mạch, dàn đầu nó to, nó cọc bò hơn. Đó, dàn xương cọc, cặp mình dài. Đó, nhưng mà ốm hơn cái con số 4 vừa rồi. Đó, và giá của mấy con số 4 vừa rồi luôn. Giá chỉ có 16 triệu thôi. Đó, để bà con tham khảo. Đó, 16 triệu con B như thế này. Đó, để bà con tham khảo cho nó kỹ lưỡng. Đó, con này là con số 5 nhé bà con. Đó, con số 5 đó, nó đứng ngay cái lỗ, nhưng mà bà con có thể nhìn cái dàn chân, dàn trụ của nó. Đó, đen mung. Nó không phải làm như vừa rồi, nhưng mà nó ốm hơn, nó không bằng cái con số 4 vừa rồi. Con số 5 này nó ốm hơn. Đó, để bà con tham khảo. Rồi, tiếp theo con này là con số 6. Đó, thì đem lô 6 con thì cái con này là con binh nhất, đẹp nhất và nó cũng đặc biệt nhất, là con này là mẹ Pháp, mẹ Angus. Đó, con này mẹ Angus mà lại không đỏ như con số 4, mà lại đen mung. Đó, trên đầu nó hơi lam sơ sơ thôi, lông tai rất là nhiều. Đó, bà con có thể nhìn dàn vai này. Đó, con vàng mẹ Pháp thì bà con có thể nhìn lông, lông nó rất là dài, nó dài lông con bò thường của mình, mông đùi cực kỳ phê luôn. Đó, và giá cái con số 6 này thì mình cũng báo chi tiết cho quý bà con tham khảo nhanh luôn. Đó, thải phân thì khô rang không tiêu chảy rồi nhé bà con. Giá con số 6 này, con cuối cùng, giá là 17 triệu để bà con tham khảo. Đó, 17 triệu con B như thế này. Vai hớ, mông đùi phê, chân trụ rất là to. Đặc biệt mẹ Pháp nên là lông tai rất là nhiều. Đó, tổng quan ngày nay thì 6 con như vậy để bà con tham khảo. Giá cao nhất cũng chỉ có 17 triệu một con. Đó, bà con có thể tham khảo cái lô bò như thế này về nuôi cực kỳ hợp lý luôn. Đó, thì tổng quan ngày nay hết. Đó, 6 con như vậy. Mình quay chi tiết để bà con tham khảo. Bà con quan tâm đến con nào thì liên hệ ngay số điện thoại bên góc phải màn hình của mình để chọn chốt. Rồi mình vận chuyển cho. Đó, xếp xì mình vận chuyển cho. Đó, 6 con cực kỳ đẹp luôn. Giá yêu thương từ 15 triệu 500 cho tới 17 triệu. Đó, cực kỳ yêu thương luôn cho quý bà con. Rồi, nội dung video của mình đến đây là hết. Cảm ơn bà con đã dành chút thời gian xem và theo dõi video của mình. Nếu mà quan tâm đến kênh, quan tâm đến những chủ đề mình chia sẻ thì like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý anh chị và các bạn. Kết thúc ngày rồi, kính chúc quý bà con luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, trong công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi, và nhớ đón xem những video tiếp theo của Tùng TV nhé. Cảm ơn bà con rất nhiều. Bye. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo. Đó, 6 con quay chi tiết rõ ràng. Đó, từng con, từng con. Đó, 2 con 15 năm, 2 con, 3 con 16 và 1 con 17. Đó, để bà con xem tham khảo chi tiết từng con như vậy. Cảm ơn bà con rất nhiều. Bye, hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo. Bye ạ.